Hồ Ngọc Hà khoe tin nhắn với Kim Lý, hé lộ việc làm đặc biệt mỗi sáng. Chỉ với chia sẻ mới, Hồ Ngọc Hà chứng minh cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với Kim Lý sau 6 năm bên nhau. Hồ Ngọc Hà, Kim Lý từng là cặp đôi vướng nhiều ồn ào lúc công khai hẹn hò nhưng đến nay đã lấy lại được thiện cảm trong lòng khán giả. Sau khi trở thành bố mẹ bỉm, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, câu nói tình cảm để hâm nóng. Mới đây, nữ hoàng giải trí còn khoe tin nhắn riêng tư của cả hai, vô tình tiết lộ luôn bí quyết duy trì hạnh phúc. Theo đó, như bao cặp đôi thì Hồ Ngọc Hà đã gửi một video có nội dung. Tâm lý học nói hôn nhân hạnh phúc của các cặp đôi thường là sự kết hợp của một người chồng bình tĩnh và người vợ đầy kịch tính. Ngay lập tức, Kim Lý liền gửi nhiều biểu tượng tình cảm và đáp lại, yêu em yêu, chúc em một ngày chụp ảnh tốt đẹp. Trong tin nhắn này, có thể thấy Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có cách xưng hô là em yêu, anh yêu rất mặn nồng. Nữ ca sĩ tiết lộ mỗi sáng cả hai đều nhắn gửi những lời yêu thương để bắt đầu một ngày mới. Trước đó, khi tâm sự với chúng tôi, Hồ Ngọc Hà cho biết Kim Lý luôn thấu hiểu công việc bận rộn của vợ. Khi Hồ Ngọc Hà đi ghi hình thì Kim Lý sẽ là người đích thân chăm sóc, đưa đón các con đi học. Cô nói, bất kỳ thời gian nào của tôi đều phải rõ ràng. Mỗi sáng tôi thức dậy, tắm rửa cho con rồi cho các bé ăn sáng, đưa đi học xong tôi mới muốn làm gì thì làm. Lúc rảnh tôi sẽ đưa con chơi công viên, cho con ăn và con ngủ rồi mới bắt đầu đi diễn. Tất nhiên thời gian đi quay sẽ khác, lúc đó anh Kim Lý sẽ phải hỗ trợ tôi rất nhiều. Mỗi sáng tôi đưa con đi học, chiều ba sẽ đón. Tôi cố gắng quay xong để có thể về kịp du con ngủ, đọc sách cho con xong rồi tiếp tục trở lại phim trường cũng được vì địa điểm quay ở gần nhà. Tôi hy vọng sẽ cân bằng được. Lịch trình quay chỉ diễn ra trong 2 đến 3 tháng nên trong 2 tháng bận rộn cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Sau 6 năm gắn bó, cả hai đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào đầu năm sau. Tôi và Kim Lý cùng quan điểm sống nhưng không cùng quan điểm trong việc làm đám cưới. Tôi chỉ mong tổ chức một nhóm nhỏ ở một nơi nào đó, còn anh Kim Lý có đông bạn và nhiều mối quan hệ nên mong muốn khách mời khắp nơi trên thế giới về dự. Khi nghe đến đấy, tôi dội ngược ngay. Bây giờ anh ấy dự định thì cứ để dự định đi.